Con xin bố đi. Ừ, mẹ xin. Đâu, dê nè. Dê lại, dê. Nóng luôn, cái của em ngồi hơn đấy. Đây, con lấy cái này ngồi. Đấy, cái này của mẹ. Không, không mà. Dê, bùm. Dê nè. Dê. Chiều hết mức cái gì không phải cái đồng bạc. Không phải chiều hết mức. Anh ăn ngay cốc cháo đi. Không ăn thì cất ở tủ lạnh. Cầm luôn rươi ra cho bố đi. Để vào đấy, để vào tủ bố. Đưa cho bố làm gì làm đi. Hôm nay bố lại mất công mua.